Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 8 tháng 6 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin luật sư Mỹ đề nghị tư vấn miễn phí cho Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Một tiến sĩ luật sư người Mỹ từng làm việc một số năm tại Việt Nam nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng khi ông đọc báo và xem TV tàu Trung Quốc đã đâm chìm tàu cá Việt Nam thì trong một tư cách một con người, một công dân Mỹ, những hình ảnh đó đã khiến ông tức giận và xác định cần phải làm một điều gì đó. Tiến sĩ luật Dale Montpellier, người từng cố vấn pháp lý cho các vụ tranh chấp liên quan đến dầu khí với Việt Nam, tiết lộ với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng ông đã gửi thư đến Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ và đề nghị tư vấn miễn phí cho Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế về vấn đề chủ quyền trên Biển Đông. Đây là hình ảnh người bên phải là tiến sĩ luật Dale Montpellier trong tấm ảnh chụp với một sĩ quan Việt Nam. Ông nói tiếp, tôi nhận ra sự mất mát đau đớn nếu người dân Việt Nam không bảo vệ những gì là hợp pháp của họ trước sự xâm lược bất hợp pháp của Trung Quốc. Luật sư Montpellier viết trong lá thư gửi cho đại sứ Hà Kim Ngọc mà Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã được xem qua. Lá thư đề nghị đến chính phủ Việt Nam vào cuối năm ngoái, giữa lúc đang rộ lên thông tin về việc Trung Quốc tiếp cận và sử dụng quân cảng của Campuchia. Và luật sư Montpellier còn cảnh báo với Việt Nam rằng vấn đề sẽ còn trở nên tệ hại hơn rất nhiều trong tương lai. Trao đổi với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, luật sư có bề dày 25 năm kinh nghiệm nói rằng tất cả những thông tin, dữ liệu, luận cứ từ vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc ở tòa án quốc tế là hay thì Việt Nam đều có thể sử dụng được, nhưng không thể chỉ dừng lại ở đó. Luật sư Montpellier nói sẽ không khó khăn cho Việt Nam trong việc phản bác các luận cứ của Trung Quốc và thắng Bắc Kinh trước tòa án quốc tế. Tuy nhiên, theo ông, vấn đề đối với Trung Quốc mà chúng ta đã chứng kiến trong lịch sử và rất nhiều trong vòng 5 đến 10 năm qua là Trung Quốc không công nhận phán quyết. Và Trung Quốc chỉ sử dụng các phán quyết hữu ích cho Trung Quốc mà thôi. Còn với phán quyết mà họ không thích, chẳng hạn như phán quyết của Philippines từ tòa án là trọng tài thường trực, Trung Quốc chỉ phớt lờ và giả vờ như nó không có hiệu lực đối với họ. Luật sư người Mỹ nói với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ rằng mặc dù ông chưa nói chuyện với bất kỳ quan chức chính phủ Việt Nam nào về chiến lược chi tiết, nhưng theo quan điểm của ông, một khi Việt Nam quyết định kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế thì phải chuẩn bị sẵn phương án để buộc Trung Quốc phải công nhận và tôn trọng phán quyết này. Ông nói, vấn đề ở đây là đối với bất kỳ ai theo dõi vụ việc của bất kỳ doanh nghiệp nào làm ăn kinh doanh tại Trung Quốc, nếu chính phủ Trung Quốc không tôn trọng phán quyết của tòa án hay tòa trọng tài thường trực, làm thế nào một doanh nghiệp Hoa Kỳ, một doanh nghiệp Singapore, một doanh nghiệp Việt Nam có thể tin tưởng rằng Trung Quốc sẽ tôn trọng thỏa thuận đối với họ? Đây là hình ảnh người biểu tình, cảnh sát và truyền thông tập trung bên ngoài tòa trọng tài thường trực ở La Hay, Hà Lan vào ngày 12 tháng 7 năm 2016, trước khi tòa đưa ra phán quyết vụ kiện Philippines chống lại yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trên Biển Đông. Không có vấn đề gì ngăn được Trung Quốc phá vỡ các thỏa thuận nếu chính phủ trên thực tế không tôn trọng pháp luật. Vì vậy, đây là vấn đề ngoại giao nhiều hơn. Nhưng đó chắc chắn là một bước thứ hai cần phải được thực hiện. Tiến sĩ luật của Mỹ nói với Việt Nam cần phải làm cho Trung Quốc nhận thấy rằng việc làm ăn, kinh doanh trong thế giới hiện đại phụ thuộc vào việc chính phủ có tôn trọng pháp luật hay không. Ông nói thêm, Trung Quốc cần phải nhận thấy hình phạt. Nếu Trung Quốc không công nhận phán quyết thì hình phạt sẽ có tính bằng đồng đô la và thương mại. Về phía Việt Nam, chính phủ và người dân và các công ty liệu có vẫn làm ăn với Trung Quốc hay không khi họ không tôn trọng thỏa thuận và các phán quyết của tòa án? Chưa có ai đặt Trung Quốc vào tình huống này. Không một ai nói, chúng tôi không cần tiền, nhưng điều quan trọng hơn là anh phải tôn trọng luật. Một khi các công ty lớn hoặc một chính phủ dám làm điều đó, Trung Quốc sẽ phải thay đổi hành động của mình. Vì vậy, chính phủ Việt Nam cần phải hậu thuẫn, cần phải quyết tâm để đảm bảo rằng Trung Quốc phải tuân theo phán quyết của tòa. Và trước tình trạng Việt Nam vẫn ở vào thế phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, luật sư Montpellier nói rằng đây không phải là tình huống riêng của Việt Nam, mà là của cả thế giới. Phân tích tình hình thực tế khi trải qua đại dịch viêm phổi Vũ Hán hiện nay, ông nói nhiều quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ và một số nước châu Âu, đã nhận ra sai lầm lớn của họ trong việc đầu tư quá nhiều vào Trung Quốc, khiến cho nền kinh tế bị phụ thuộc vào nước này. Vì vậy, theo ông, một khi các quốc gia đoàn kết và đưa ra quyết định, một khi họ cùng nói đủ rồi và rút ra khỏi nền kinh tế Trung Quốc, thì khi đó mọi chuyện sẽ thay đổi. Đó là khi Trung Quốc thực sự mất quyền lực. Và một khi Việt Nam nhận ra rằng họ có thể độc lập về kinh tế và có thể có mối quan hệ thương mại với các quốc gia khác, Việt Nam sẽ đi một chặng đường dài để phá vỡ sự kiểm soát của Trung Quốc.
Trung Quốc sẽ làm bất cứ điều gì có thể nghĩ ra để đánh cắp phần đất đó. Chính vì vậy, chính phủ Việt Nam cần phải sáng tạo, cần phải sử dụng một nguồn lực có thể có được để buộc Trung Quốc phải công nhận thực tế rằng họ không sở hữu những hòn đảo đó. Và sau thời gian làm việc tại Việt Nam, luật sư Dale Mumpelia cho biết ông đã cưới vợ người Việt và xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình. Đây là hình ảnh tàu cảnh sát biển Trung Quốc phía trước giàn khoan Hải Dương ở Biển Đông vào ngày 13 tháng 6 năm 2014. Bộ Ngoại giao Trung Quốc lúc đó đã xác nhận giàn khoan Hải Dương 981 vào ngày 15 tháng 7 đã hoàn tất công tác thăm dò ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa đúng như kế hoạch. Ông cho biết tiếp như sau: "Tôi chỉ muốn giúp đỡ, tôi sẵn sàng đứng lên và nói đủ rồi, và tôi sẵn sàng cống hiến tài năng của mình cho chính phủ Việt Nam nếu họ cần giúp đỡ. Đó chỉ là một lời đề nghị, tôi không làm việc đó để kỳ vọng bất cứ công việc hay lợi ích gì, nhưng nếu những người giống như tôi không đứng lên và nói đủ rồi, khi đã đến lúc cần phải đứng lên bảo vệ quyền lợi của mình, quyền lợi của gia đình mình ở Việt Nam thì Trung Quốc sẽ giành chiến thắng. Tôi sẵn sàng tình nguyện, tôi sẽ không để Trung Quốc chiến thắng, và tôi sẽ không để Trung Quốc đánh bại. Nếu Việt Nam cần sự giúp đỡ của tôi, họ chắc chắn có nó." Và cho tới nay, luật sư Mumpelia vẫn chưa nhận được phản hồi nào từ chính phủ Việt Nam sau nhiều tháng gửi thư cho Đại sứ quán Việt Nam ở Mỹ. Vào đầu tuần này, Hoa Kỳ cũng vừa thực hiện một động thái quan trọng và có lợi cho Việt Nam khi phái đoàn đại diện của Mỹ tại Liên Hợp Quốc vào hôm 1 tháng 6 đã gửi công hàm phản đối yêu sách chủ quyền của Bắc Kinh trên Biển Đông. Công hàm của Mỹ nói, quyền lịch sử mà Bắc Kinh tuyên bố đã vượt quá quyền lợi hàng hải mà Trung Quốc được hưởng như phản ánh cho Công ước Luật Biển năm 1982. Tác giả David Hood trên trang Asia Times vào ngày 7 tháng 5 năm 2020 nói rằng Hà Nội đang cân nhắc việc kiện Trung Quốc trước một tòa án trọng tài quốc tế về vấn đề Biển Đông. Việt Nam được cho là đang chuẩn bị hồ sơ kiện lên tòa trọng tài quốc tế chống lại yêu sách chủ quyền Biển Đông phi lý của Trung Quốc. Đây có thể là đáp trả về pháp lý trước việc Trung Quốc ngày càng gia tăng đe dọa và quấy nhiễu trên tuyến đường hàng hải tranh chấp này. Các nhà phân tích đang theo dõi tình hình và tin rằng Hà Nội có thể nộp đơn kiện tương tự như Philippines đã tiến hành trước đây và chiến thắng Trung Quốc tại tòa án trọng tài thường trực La Hay vào hồi tháng 7 năm 2016. Phán quyết của tòa khẳng định rằng Trung Quốc không có quyền lịch sử về đường lưỡi bò 9 đoạn mà Bắc Kinh sử dụng để đòi hỏi chủ quyền gần 90% Biển Đông. Trung Quốc cũng từ chối tham gia vụ kiện và tuyên bố không chấp nhận phán quyết, vốn không có cơ chế ràng buộc phải thực thi. Ông Alexander Vô Vinh, giáo sư của Trung tâm Nghiên cứu An ninh Daniel ở Honolulu, Hawaii, Mỹ cho biết từ năm ngoái đã có thêm rất nhiều tiếng nói trong giới cầm quyền ở Hà Nội kêu gọi đưa Trung Quốc ra tòa. Đây là hình ảnh ba tàu của Trung Quốc uy hiếp và sau đó đâm chìm tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi vào hôm 3 tháng 4 năm 2020. Nhà phân tích Rick Grossman thuộc Viện Tic Tac Grant Corporation ở Washington nói rằng ông không có thông tin nào về việc Hà Nội đang chuẩn bị kiện lên tòa án quốc tế, nhưng nghe được từ nguồn tin từ chính phủ rằng đề xuất này đang được xem xét một cách nghiêm túc. Một nguồn tin ngoại giao giấu tên nói với tờ Asia Times rằng các cuộc thảo luận tại Hà Nội về một vụ kiện quốc tế nay đang căng thẳng hơn trước. Trong một hội nghị thường niên về Biển Đông do Học viện Ngoại giao Việt Nam tổ chức vào tháng 11 năm ngoái, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã công khai nêu ra vấn đề này. Đây là lần đầu tiên kể từ 5 năm qua một quan chức cấp cao đề cập đến. Ông Trung đã nói như sau: Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 đã dự trù đầy đủ các cơ chế áp dụng cho biện pháp này. Bắc Kinh đã tăng cường quấy nhiễu Biển Đông và Việt Nam ngày càng có thêm động lực để đưa Trung Quốc ra tòa. Và chiếc tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc đã dành hầu như cả năm 2019 để quấy rối một liên doanh khai thác năng lượng với Nga tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở Biển Đông. Việc quấy nhiễu này năm nay lại tiếp tục bất chấp đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Vào ngày 3 tháng 4 năm 2020, một tàu cá của Việt Nam lại bị một tàu tuần duyên của Trung Quốc đánh đắm ở gần quần đảo Hoàng Sa. Đến ngày 13 tháng 4, chiếc Hải Dương địa chất 8 lại tái xuất hiện tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Vài ngày sau, chính quyền Trung Quốc loan báo thành lập hai quận là Tây Sa và Nam Sa tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam luôn khẳng định chủ quyền của mình. Và không chỉ đe dọa Việt Nam mà tháng trước, tàu hải cảnh của Trung Quốc cuộc tuần tra ở khu vực thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia trên Biển Đông, kể cả một khu vực đang khai thác dầu khí. Không còn cách nào khác ngoài kiện lên tòa án quốc tế. Theo các nhà phân tích, tuy việc đưa vấn đề ra tòa án quốc tế có thể mang lại cho Hà Nội một chiến thắng mang tính biểu tượng,
nhưng khó có khả năng Bắc Kinh tuân thủ bất kỳ một phán quyết nào có lợi cho Việt Nam. Và động thái này có thể làm gia tăng căng thẳng xung đột. Tuy nhiên, dường như Việt Nam không còn bao nhiêu lựa chọn. Chuyên gia về Biển Đông P. Hayton của Think Tank Chapman Hoyt vào hồi tháng 11 nói với Reuters, một vụ kiện quốc tế có lẽ là điều duy nhất mà Việt Nam còn có thể làm được. Đây là hình ảnh Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thị sát các cuộc duyệt binh hải quân trên Biển Đông vào ngày 12 tháng 4 năm 2018. Trả lời tờ báo Asia Times, nhà phân tích Vu Vinh nhận định tiếp như sau. Hà Nội có thể nghĩ rằng không có lựa chọn nào khác ngoài việc đưa Trung Quốc ra trước tòa án quốc tế. Mỗi lần có va chạm với Trung Quốc tại Biển Đông, chính phủ Việt Nam cơ bản có hai khả năng. Hoặc là công khai chỉ trích Trung Quốc, hoặc cố gắng làm giảm căng thẳng thông qua các cuộc họp giữa hai đảng. Khi Bắc Kinh loan báo lập hai quận mới vào tháng trước, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã tuyên bố như sau. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam và hủy bỏ các quyết định sai trái. Tháng 8 năm ngoái, nhà phân tích Việt Nam Lê Hồng Hiệp viết trên một tờ báo khu vực là Ngoại giao dường như là tuyến phòng thủ đầu tiên và cuối cùng của Việt Nam để chống lại sự quyết đoán của Trung Quốc trên Biển Đông. Tâm lý chống Trung Quốc dâng cao trên toàn cầu. Tuy nhiên, Hà Nội có thể cảm thấy rằng thời điểm đã chín muồi cho một động thái pháp lý mới có thể làm cho dư luận quốc tế thiên về hướng có lợi cho Việt Nam. Thật vậy, nếu có khi nào người dân Việt Nam có thể tập hợp xung quanh đảng cầm quyền, còn Bắc Kinh yếu ớt dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết, thì đó chính là lúc này. Viện Quan hệ Quốc tế Đương đại Trung Quốc, một think tank thuộc Bộ An ninh Quốc gia, cơ quan lãnh đạo tình báo cao nhất, dường như đang đưa ra một báo cáo mới đây đã nhận định như sau. Tình cảm chống Trung Quốc trên toàn cầu đang ở mức cao nhất kể từ sau vụ đàn áp quảng trường Tiananmen vào năm 1989 cho đến nay, theo hãng truyền thông quốc tế Reuters loan tải như vậy. Đồng thời, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bị yếu đi trong nước do tăng trưởng kinh tế mà nhờ đó Đảng có được tính chính danh suốt một thời gian dài. Họ đã bị sụt giảm trong năm 2020, lần đầu tiên kể từ hơn 40 năm nay. Và sự bất mãn đối với Trung Quốc trên toàn cầu chủ yếu do việc xử lý khủng hoảng của dịch viêm phổi Vũ Hán và chiến dịch bóp méo thông tin sau đó chưa bao giờ mạnh mẽ như thế kể từ nhiều thập niên qua. Đây là hình ảnh hành trình của tàu khảo sát địa chất Hải Dương 8 của Trung Quốc trên Biển Đông cho đến ngày 8 tháng 5 năm 2020, xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia và một phần vào vùng trồng lấn của đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tàu Hải Dương địa chất 8 đã được tàu hải cảnh số 4203 bám sát bảo vệ liên tục. Và năm nay, Việt Nam lại là chủ tịch luân phiên của ASEAN, một vị trí có thể cố vận dụng để tạo nên một trận đoàn kết hơn với các nước láng giềng Đông Nam Á, trong đó có những nước cũng có tranh chấp trên biển với Trung Quốc. Việt Nam còn giữ chiếc ghế thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2021-2022. Theo giáo sư Cathay tại Đại học Úc, vai trò này giúp Việt Nam có thể tố cáo sự hung hăng của Bắc Kinh với các thành viên khác của Hội đồng Bảo an. Nhưng giáo sư Cathay cũng lưu ý rằng vấn đề là Trung Quốc có quyền phủ quyết và Việt Nam vẫn còn mơ hồ về hành động pháp lý sẽ tiến hành và những vấn đề nêu ra. Thay vì khiếu nại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Hà Nội có thể áp dụng kiểu như Philippines, tức là kiện theo UNCLOS, tức Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, quy định về chủ quyền ranh giới trên biển. Nếu theo con đường này thì Hà Nội cần phải quyết định sẽ kiện ở đâu? Tòa án quốc tế về luật biển, tòa án công lý quốc tế, tòa trọng tài hay một tòa trọng tài đặc biệt? Giáo sư Cathay giải thích tiếp như sau. Tất cả các quốc gia thành viên của UNCLOS đều được tự do chỉ định một trong bốn cơ chế mình thích. Nếu không thì các cơ chế mặc định là tòa trọng tài. Đó là điều đã diễn ra giữa Philippines và Trung Quốc. Và nếu tòa trọng tài ra phán quyết có lợi cho Việt Nam sau khi Hà Nội chứng minh được nhiều vấn đề gây tranh cãi về yêu sách lịch sử, thì Việt Nam sẽ có lợi nhờ được quảng bá trong dịp này và áp lực chính trị đè lên Trung Quốc. Cũng theo giáo sư Cathay, sự kiện này còn mang lại cho Việt Nam cơ sở để chống lại các hành động của Trung Quốc và cộng đồng quốc tế có đủ căn cứ vào đó để ủng hộ Việt Nam. Nhưng Việt Nam khó có thể làm được gì nhiều nếu Trung Quốc làm ngơ trước phán quyết như cách mà họ đã xử sự với vụ kiện của Philippines. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 8 tháng 6 năm 2020 với bản tin Luật sư Mỹ đề nghị tư vấn miễn phí cho Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de